trí tuệ đời người, nước càng sâu càng tĩnh, người càng thông minh càng khiêm tốn. Kính thưa quý vị, một người khiêm tốn biết sống vì người khác, chẳng khiến ai phải nổi giận hay làm phiền tới ai. Kiêu căng tự mãn, tất rằng rước họa vào thân. Hạt muối bé háo hức vì sắp được hòa vào đại dương, nên tướng chia tay hạt muối to, nhưng lại chỉ nhận được sự coi thường của hạt muối to. Sao em đánh mất bản thân như vậy? Thật dại dột khi không muốn làm chính mình. Mặc kệ hạt muối bé, hạt muối to thu mình trong ruộng muối, cùng với thái độ khinh khỉnh những hạt muối khác, càng ngày càng bé tí ti, đắm mình vào những làn sóng. Tuy nhiên, vì hạt muối to thô cứng, nên bị các diêm dân gạt bỏ, xếp vào loại phế phẩm khi họ thu hoạch. Còn những hạt muối trắng tinh, bé xinh, được họ cho vào thúng, độ lên đầu hoặc vác lên lưng, sau đó được đóng vào bao sạch sẽ. Hạt muối to cảm thấy trơ trọi cô độc. Sau một khoảng thời gian bị phơi bày trên những sạp hàng trong chợ, hạt muối to được mua về nấu trong nồi cám lợn. Nhưng vì sự kiêu hãnh của mình, hạt muối to không muốn hòa mình vào nước sôi để phục vụ cho những chú lợn. Nó lại thu mình, mặc kệ nước sôi trăm độ dọa dẫm, như muốn vồ lấy hạt muối to. Khi rửa máng heo, nông dân thấy còn sót lại hạt muối to bám trên máng, liền vứt ngay ra đường lớn mà chẳng suy nghĩ. Hạt muối to cảm thấy bị xúc phạm, thế nhưng chẳng biết phải làm thế nào. Vừa hay cơn mưa trút xuống, hạt muối to gặp hạt muối bé, này đã trở thành hạt mưa. Gặp người cũ, hạt muối to nhanh chóng hỏi thăm. Hạt muối bé cũng không ngần ngại kể về cuộc sống tuyệt vời của mình cho người bạn thân. Hòa tan trong nước biển, em cảm thấy tự do lắm. Sau đó em được bay lên trời, tha hồ ngắm nhìn cảnh vật từ trên cao. Khỏi phải nói, mọi thứ cứ như trong mơ đó chị. Rồi em lại hóa thành mưa tưới mát cho thiên nhiên thêm tươi tốt. Cứ như thế, những nơi em tới thăm chẳng đếm xuể, những hành trình tuyệt vời lại nối tiếp hành trình tuyệt vời khác. Thôi em chào chị, em phải đi để sớm về với cội nguồn đây. Nghe vậy, hạt muối to càng tủi thân và cảm thấy hối tiếc về lựa chọn của mình. Nếu tỉnh ngộ sớm hơn, phải chăng giờ này hạt muối to cũng đang có cuộc sống tự do tự tại như hạt muối bé hay sao? Tuy nhiên, đã quá muộn rồi, hạt muối to phải chấp nhận trả giá cho sai lầm của mình. Không phê phán, cười nhạo đỉnh cao cuộc sống, tính kiêu căng tự phụ chẳng chứng minh được rằng bạn là người thông minh. Trái lại, càng đánh giá bạn là người không hề biết nghĩ trước nghĩ sau, chỉ biết ích kỷ, nghĩ về bản thân mình thôi. Tính tự mãn chẳng khác nào liều thuốc độc, giết chết tâm hồn con người. Tự hào về bản thân là một điều đáng khen, nhưng tự tin thái quá khiến lòng kiêu căng đánh mất đi những tình cảm đáng quý. Càng tự mãn càng không đề phòng, càng tỏ ra hiểu biết, càng dễ gặp rủi ro. Một người khiêm tốn biết sống vì người khác, chẳng khiến cho ai phải nổi giận hay làm phiền tới ai. Sống biết mình biết ta, giúp bản thân rèn luyện được những thói quen tốt. Dù đứng trên đỉnh cao của sự quyền lực thì cũng biết cúi đầu khiêm nhường. Chẳng có ai trong cuộc sống này yêu mến và tôn trọng một kẻ kiêu căng tự mãn, bởi núi cao còn có núi cao hơn nữa. Trong một bài thơ của Lý Bạch có hai câu thơ như này: Quân bất kiến, cao đường minh kính bi bạch phát, chiều như thanh ti mộ thành tuyết. Nhân sinh đắc ý tất tận hoan, mặc sử kim tôn không đối nguyệt. Tạm hiểu rằng người chẳng thấy cha mẹ soi gương buồn tóc bạc, sớm như tơ xanh mà chiều thành tuyết. Đời người đắc ý cứ uống cạn, đừng để chén vàng rỗng cùng trăng. Ai cũng chỉ một lần được sống, vì thế hãy cứ vui vẻ và hạnh phúc mà sống. Nhanh hay chậm, tiết tấu trong mỗi bản nhạc khác nhau, cuộc sống của mỗi người cũng vậy, chẳng hề giống nhau. Vì thế cứ sống vì chính mình. Khoe khoang hay tự mãn, rốt cuộc điểm dừng của tất cả chúng ta đều giống nhau. Tại sao cứ phải so đo hơn thua với người khác làm gì, để rồi phải hối tiếc vì đã gồng mình lên để sống, để hơn người. Có một câu nói như thế này: thế giới của người trưởng thành không có ai là không mệt mỏi, chỉ là họ đã quen với việc nhẫn nhịn nó.
Người càng từng trải, càng an tĩnh, người càng thông minh, càng biết thế nào là hai chữ khiêm tốn. Bởi vậy, không quá nuông chiều bản thân, cũng đừng quá hành hạ mình. Hơn cả, hãy nỗ lực cho điều mà mình thích, theo cách mà mình muốn. Sống tích cực thì mới giàu sang. Kính thưa quý vị, người giàu thường dậy sớm để đọc sách, tập thể dục, chuẩn bị tinh thần cho ngày dài phía trước. Để trở thành một người thành công và giàu có, chúng ta cần phải dựa vào năng lực và sự cố gắng của chính bản thân mình. Đương nhiên, con đường làm giàu bao giờ cũng gian nan và đầy rẫy khó khăn. Tuy nhiên, chúng ta có thể học tập một số thói quen của người giàu để có thể xác định đúng con đường hướng tới thành công. 1. Đọc sách mỗi ngày. Những người giàu có luôn tự giác học hỏi và trau dồi kiến thức cần thiết, chứ không hề lãng phí thời gian một cách vô nghĩa. Có khoảng 88% người giàu dành ra ít nhất nửa tiếng mỗi ngày để đọc những cuốn sách hoặc tài liệu giúp nâng cao vốn tri thức và khả năng tự học của bản thân. Mục đích mà họ hướng tới khi rèn luyện thói quen đọc nhiều hơn chính là muốn tiếp thu, tích lũy kiến thức, chứ không đơn giản là vì sở thích hay giải trí. Những người giàu có thường có khuynh hướng đọc những tài liệu liên quan tới lịch sử, sự trưởng thành, cùng cách nuôi dưỡng tâm hồn của con người, thậm chí là những cuốn tự truyện của những người thành công có tên tuổi. 2. Thường xuyên tập luyện thể dục thể thao. Tập thể dục không chỉ đem lại sức khỏe tốt mà còn giúp cho não bộ của con người hoạt động hiệu quả hơn. Có khoảng 76% người giàu có dành ra hơn nửa tiếng mỗi ngày để rèn luyện cơ thể. Các hoạt động tập luyện gồm có chạy bộ, chạy đường dài, chạy cự ly ngắn, đạp xe đạp. 8. Không ngại kết bạn với những người thành công đã có tên tuổi. Khi đứng trên tiền tài và danh vọng, những người có địa vị thường phải chịu đựng sự cô độc. Cho nên, đôi khi thứ họ khao khát chính là có thể tìm thấy cho mình một người bạn chân chính, lạc quan, nhiệt tình và tích cực. Đương nhiên, họ sẽ tránh tiếp xúc với những người mang trên mình năng lượng tiêu cực, bởi họ hiểu rằng sự tiêu cực có thể truyền từ người này sang người khác và khiến chúng ta ngày càng trệch khỏi đường ray của thành công. 4. Theo đuổi mơ ước và lý tưởng. Theo đuổi ước mơ sẽ giúp con người cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ, có thêm động lực để bước tiếp. Đến cuối cùng, sự nỗ lực ấy sẽ trở thành phần tài sản có giá trị nhất của chúng ta. Niềm nhiệt huyết ở trong mỗi con người sẽ khiến cho công việc trở nên ngày càng thú vị và giúp ta mạnh mẽ hơn sau mỗi lần thất bại. 5. Thức dậy sớm mỗi ngày. Dậy sớm có thể giúp chúng ta giải quyết một số vấn đề phát sinh đột ngột một cách dễ dàng và có thêm nhiều thời gian để làm khiến một ngày làm việc trở nên hiệu quả hơn. Tuy nhiên, để thức dậy sớm thì bạn cần phải có cho mình chế độ ngủ nghỉ hợp lý. Thức khuya sẽ phá hủy con người từ nhan sắc cho tới tinh thần. Người giàu có thường dậy sớm để mà đọc sách, tập thể dục, chuẩn bị tinh thần cho ngày dài phía trước. 6. Tìm một người thầy tài giỏi cho riêng mình. Rất nhiều người nổi tiếng đều bày tỏ rằng sự thành công của bản thân phần lớn nhờ vào công sức của người thầy dẫn dắt họ. Trong đó, có tới 68% người giàu có cho rằng sự hướng dẫn từ phía những người có kinh nghiệm mới chính là mấu chốt của thành công. 7. Luôn có thái độ tích cực. Chỉ cần bạn giữ cho mình một thái độ tích cực trong mọi chuyện phát sinh thì chắc chắn sẽ nhận lại được sự thành công. Nhưng chúng ta hầu như không thể xác định được bản thân là người có thái độ thiên về tích cực hay tiêu cực. Vậy nên, con người cần phải dành chút thời gian để mà lắng nghe nội tâm, cảm nhận sự tồn tại của cái tôi, tìm lại chính mình giữa sự bộn bề trong cuộc sống. 8. Lịch sự. Những người giàu có thường sẽ nắm bắt được những nguyên tắc quan trọng của xã hội. Khi bản thân đã có những thành công nhất định, ta cần hiểu rõ những phần nghi thức quan trọng
như gửi thư cảm ơn, ghi nhớ những ngày lễ quan trọng, giữ phép lịch sự trên bàn ăn. Điều này còn thể hiện nên trình độ giáo dục của một con người. 9. Giúp đỡ người khác thành công. Giúp đỡ người khác thành công là cách tốt nhất để cho bản thân gặt hái thành công. Chúng ta có thể tích lũy kinh nghiệm và nhận được nhiều phần lợi ích khác khi người mà bản thân mình dẫn dắt đạt được thành công.